Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập PMSV6 với tên gọi là tiết kiệm nước. Và yêu cầu của bài tập này là thiết kế bài tập chọn đúng sai. Ở slide 1, các bạn tạo trang giới thiệu có nút bắt đầu, để khi click sẽ qua slide 2. Và ở slide 2 thì các bạn tạo trang bài tập chọn đúng hoặc sai. Và mình bắt đầu làm nha. Để có được slide 2, các bạn nhấn vào slide 1, sau đó các bạn nhấn vào Enter. Và xuất hiện những khung để ghi test, các bạn nhấn vào nó. Và sau đó các bạn nhấn Ctrl A để delete chúng đi nha. Tiếp theo các bạn vào slide 1. Đầu tiên các bạn sẽ tạo tiêu đề quật Ad với tên gọi là Tiết Kiệm Nước. Các bạn vào menu Insert, các bạn chọn quật Ad để chọn kiểu chữ cho tiêu đề. Ở đây mình chọn kiểu chữ màu đỏ này. Sau đó mình ghi tên tiêu đề là tiết kiệm nước. Mình tô đen dòng chữ tiết kiệm nước và mình vào menu Home. Mình chọn phong chữ là Arial và kích thước chữ là 60. Như vậy là ta đã được dòng tiêu đề quật ạt tiết kiệm nước rồi. Bây giờ, ở slide 1 còn yêu cầu chúng ta tạo nút bắt đầu để khi clip sẽ qua slide 2. Bây giờ mình sẽ tạo nút bắt đầu nha các bạn. Các bạn vào menu Insert. Các bạn chọn Shape. Và các bạn chọn hình chữ nhật có bo viền là Router Restart. Sau đó các bạn vẽ một hình chữ nhật. Như vậy là ta được hình chữ nhật có bo viền rồi. Tiếp theo các bạn nhấn chuột phải vào hình chữ nhật vừa vẽ, các bạn chọn Edit Text. Và các bạn ghi chữ bắt đầu. Tiếp theo thì các bạn tô đen chữ bắt đầu và sau đó các bạn vào menu Home. Các bạn chọn phông chữ là Arial. Sau đó chọn kích thước chữ là 25. Tiếp theo các bạn nhấn Enter. Để muốn cho nút bắt đầu đẹp hơn thì các bạn click vào nút bắt đầu nha. Và sau đó các bạn vào menu Format. Các bạn đã thấy mục Shape Style. Mình sẽ chọn màu cho nút bắt đầu. Ở đây mình sẽ chọn màu xanh và chữ bắt đầu mình không muốn cho màu trắng mà mình muốn cho màu đỏ thì các bạn tôi đang nút bắt đầu các bạn vào menu format sau đó các bạn chọn test fill và các bạn chọn màu đỏ như vậy mình đã tạo được nút bắt đầu rồi còn muốn click qua size 2 các bạn click vào nút bắt đầu sau đó các bạn vào menu insert các bạn chọn action Xuất hiện hộp thoại action setting, các bạn chọn hyperlink Tool và sau đó các bạn chọn next slide. Và tiếp theo các bạn nhấn vào ok. Như vậy là ta đã tạo được slide 1 với tiêu đề tiết kiệm nước và nút bắt đầu rồi. Bây giờ chúng ta qua slide 2. Và ở slide 2, mình sẽ tạo tiêu đề cho bài tập. Các bạn vào menu insert, các bạn chọn Quật art và mình chọn kiểu chữ này cho tiêu đề của bài tập nha. Và sau đó các bạn vào lại menu Home. Các bạn chọn phong chữ là Arial và kích thước chữ là 20. Và các bạn ghi tiêu đề cho bài tập là Em hãy chỉ ra những việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm nước. Và các bạn di chuyển tiêu đề đi lên trên màn hình. Tiếp theo, ở slide 2, yêu cầu là các bạn chèn hai tấm hình hình 1 và hình 2 từ thư viện cung cấp sẵn. Và chèn hai chữ A và B để chọn đúng sai. Sau đó tạo hai khoanh tròn chữ A và B, hình khoanh tròn dấu chéo là sai và hình khoanh tròn không có dấu chéo là đúng. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn hai hình. Các bạn vào menu Insert. Các bạn chọn Picture. Xuất hiện hộp hội thoại Picture, các bạn chọn đường dẫn để đến hai hình mà các bạn cần tìm và mình chọn hình 1, hình 2. Sau đó các bạn nhấn nút Insert và chúng ta được hai hình. Mình thu nhỏ hình lại để cho cân bằng với hình kế bên. Và tiếp theo các bạn chèn hai chữ A và B. Các bạn vào menu Insert, các bạn chọn quật ạc. và chọn kiểu chữ cho chữ A. Còn tiếp theo chữ B và tiếp theo mình sẽ tạo hai hình khoanh tròn. Đầu tiên, mình sẽ tạo hình khoanh tròn chữ A sai Các bạn vào menu Insert. Các bạn chọn Shape. Và sau đó, các bạn chọn Flowchart sermin Junction. Sau đó các bạn vẽ vào. Tiếp theo, các bạn vào menu Format. Mình sẽ chọn Shape Style cho hình khoanh tròn đúng size này nha. Mình chọn màu đỏ. Và các bạn vào Shape Fill. Chọn No Fill. Để mình thấy được chữ A bên dưới. Tiếp sau đó, mình vẽ hình tròn để che được chữ B. Sau đó các bạn vào menu format, các bạn chọn màu đỏ để cho giống bên chữ A. Các bạn vào shape fill để chọn no fill. Tiếp theo mình sẽ chọn hai hình tròn vừa vẽ. Để tạo hiệu ứng cho chúng. Sau đó, mình vào menu Emulation. Chọn Custom Emulation. Và các bạn thấy bên phải màn hình xuất hiện thành Custom Emulation. Các bạn chọn Add Effect. Các bạn chọn Exit. Các bạn chọn Blink. Và ở mục Star, các bạn chọn Quick Review. Tiếp theo, mình sẽ tạo lệnh cho chữ A. Các bạn chọn hình khoanh tròn chéo chữ A. Sau đó các bạn vào menu Emination, chọn Custom Emination và các bạn chọn Add Effect. Các bạn chọn Enchant, chọn Blink. Và sau đó các bạn nhấn chuột phải chọn Thamin và xuất hiện hộp thoại Blink. Các bạn nhấn vào nút dịch và click vào Star Effect on Click Off. Sau đó, thấy mũi tên chỉ xuống dưới các bạn chọn Restart 7, đó là chữ A đó nha bạn. Và tiếp theo, các bạn qua thẻ effect ở mục sao các bạn click vào mũi tên chọn order sao và xuất hiện hộp hội thoại Add sao các bạn chọn đường dẫn đến âm thanh mình cần tìm các bạn chọn âm thanh sai rồi sau đó các bạn nhấn vào ok làm sai rồi. tiếp theo nhấn vào ok thêm một lần nữa làm sai rồi. sau đó các bạn nhấn vào hình khoanh tròn chữ b các bạn vào menu Emination, chọn Custom Emination và các bạn vẫn chọn Add Effect. Sau đó các bạn chọn Exit, các bạn chọn Blink, nhấn chuột phải vào hiệu ứng chọn Timing, xuất hiện hợp thoại Blink. Các bạn nhấn vào nút Chit Git, click vào Star Effect on Click Up. các bạn chọn chữ A. Và ở mục Star, các bạn chọn Quick Review it sau đó các bạn nhấn nút OK. Tiếp theo, mình sẽ tạo lệnh cho chữ B. Các bạn chọn hình khoanh tròn chữ B. Các bạn vào Add Effect. Các bạn vào Enchant, vào Plin. Sau đó các bạn nhấn chuột phải vào hiệu ứng, chọn In. Và xuất hiện hợp thoại Plin. Các bạn nhấn vào nút chít gịch. Và click vào Star Effect on Click Up. Các bạn chọn chữ B. Và sau đó các bạn qua thẻ Effect. Ở mục sau các bạn click vào mũi tên chọn Order sao Sau đó xuất hiện hộp thoại Add sao các bạn chọn đúng rồi. Sau đó các bạn nhấn vào OK. Đúng rồi, bạn nha. Click vào OK thêm một lần nữa. Đúng rồi, bạn nha. Tiếp theo, các bạn khoanh tròn vô hình tròn chéo A. À, các bạn vào Add Effect, vào Exit, các bạn vào blin Và sau đó, các bạn nhấn chuột phải vào hiệu ứng chọn thamin xuất hiện hộp thoại Plin. Các bạn nhấn vào Chit gịch và click vào Star Effect on Click Up. Các bạn chọn chữ B. Và ở mục Star, các bạn chọn Quick Review at. Sau đó các bạn nhấn vào OK. Và tiếp theo, mình sẽ tạo hai nút tiếp lui. Đầu tiên mình sẽ tạo nút tiếp. Các bạn vào menu Insert, chọn Shape. Các bạn chọn hình chữ nhật có bo tròn nha. Sau đó mình vẽ và sau đó các bạn nhấn chuột phải vào hình chữ nhật chọn Edit Text. Các bạn ghi chữ tiếp. Sau đó các bạn tô đen chữ tiếp và menu Home. Các bạn chọn phông chữ là Arial và kích thước chữ là 20. Sau đó các bạn click vào hình chữ nhật. Các bạn vào menu Insert, các bạn chọn Action và xuất hiện hợp thoại Action Setting. Ở thẻ mau click các bạn chọn Hyperlink Tool sau đó các bạn nhấn vào chọn next slide và các bạn nhấn vào ok tiếp theo mình sẽ tạo nút lùi bằng cách các bạn giữ phím control và chuột trái các bạn kéo qua bên trái và sau đó ở test thì các bạn sửa lại thành nút lùi sau đó các bạn click vào hình chữ nhật các bạn vào menu insert chọn action xuất hiện hộp thoại action setting ở mục hyperlink tu các bạn chọn reviewer slide sau đó các bạn nhấn vào OK. Và tiếp theo mình sẽ tạo slide 3 bằng cách nhấn chuột trái vào slide 2 và mình nhấn Enter. Và mình đã tạo được slide 3. Và ở slide 3 có các khung test và mình chọn các khung test. Mình nhấn Ctrl A để delete chúng đi nha. Và bắt đầu mình sẽ tạo hình nền bằng cách nhấn chuột phải vào màn hình trắng và chọn format background và xuất hiện hộp hội thoại format background các bạn chọn picture or texture Fill, và sau đó các bạn chọn file xuất hiện hộp thoại insert picture các bạn chọn hình nền ở đây mình có nền ba và sau đó mình nhấn insert sau đó mình nhấn close và mình muốn thêm chữ em giỏi quá vào mình chọn menu insert mình chọn quật ạt chọn kiểu chữ và sau đó mình chọn chữ màu đỏ và mình gọi chữ em giỏi quá. Sau đó mình tô đen dòng chữ em giỏi quá. Mình vào menu Home. Mình chọn phong chữ là Arial và kích thước chữ là 60. Như vậy mình đã được dòng chữ em giỏi quá rồi. Tiếp tục, mình muốn chèn một hình vào. Thì mình vào menu Insert, mình chọn Picture. Xuất hiện hộp hội thoại Picture. Mình chọn hình chúc mừng. Sau đó mình nhấn Insert. Như vậy, là mình đã tạo xong slide 3 rồi. Bài tập đến đây là kết thúc. Xin chào bạn nha!